Xin chào các bạn nha. Một ngày nữa mình lại tiếp tục đang có mặt ở tại cửa hàng Mai Duyên. Còn đây là chiếc quay 125i ha. Khách này đã đợi từ sáng tới giờ để nhận xe đó các bạn. Là bây giờ sẽ chạy về. Đang chạy về đó các bạn. Quay 2023 nha. Đó, mình theo chân anh khách này chút xíu. Còn đây, xe sẽ tiếp tục về thêm nữa. Những phiên bản bánh căm thắng đĩa hôm nay mình lại mang đến cho các bạn clip quay y mới 2023. Và hôm nay sẽ báo giá luôn phiên bản bánh căm thắng đĩa cho các bạn nha. Địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Xe về là sẽ có bán ngay, đặt cọc cũng được luôn các bạn ha. Sẽ có xe bán liền cho các bạn nha, không cần phải chờ, phải đợi gì hết. Và cái màu trắng này á, hiện tại là cửa hàng bán sạch sẽ luôn đó các bạn. Về bao nhiêu xe là bán hết bao nhiêu xe. Đây là những công tác chuẩn bị giao xe, thậm chí là quay 110i nè, cũng đang chuẩn bị mang đi ha. Hôm nay là ngày 16 tháng 12 đó các bạn ha. Chính xác là 9 giờ 35 phút sáng nè. Xe về bao nhiêu là hết rồi, màu trắng đó các bạn. Còn cái anh khách nãy áo sọc nãy mà chạy ra đó là ảnh từ Hậu Giang chạy qua đây mua xe luôn. Anh xem clip của mình rồi anh chạy qua đây anh mua. Rồi bây giờ là chạy xe về tới nhà luôn bên Hậu Giang ha. Bây giờ mình sẽ chờ xe ra khỏi chiếc tải này đi, rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Đây một chiếc nữa đang nổ máy đó các bạn ha. Đang nổ máy, hôm qua các bạn nghe một xe rồi phải không? Hôm nay các bạn nghe thêm một xe nữa nha. Đang nổ máy đó các bạn. Em ru nha, cần số nè. Chút xíu đi, bảng căm đĩa xuống mình sẽ cho các bạn xem và báo giá luôn nha các bạn ha. Đây nè các bạn, trắng đỏ này xuống là giao khách luôn rồi đó, là hết trắng đỏ nữa rồi các bạn ha. Đang lên rồi. Khách Trà Vinh ha em? Dạ đúng rồi, thôi chút xíu nữa khách Trà Vinh qua lấy. Ok luôn, vậy là mình đã hết trắng đỏ luôn rồi phải không? Tại sao nữa về nữa. Còn tại sao nữa phải không? Đây nè các bạn, màu xanh phiên bản bánh căm thắng đĩa. Ôi cái màu xanh này nó đẹp quá các bạn ơi. Đây, hàng nóng hổi luôn đó các bạn ha. Màu xanh bánh căm thắng đĩa, các bạn xem ở ngoài này luôn đi ha. Phuộc đen nè. Ý, tem nổi luôn nè các bạn ha. Bánh căm thắng đĩa nhưng tem nổi luôn nha, chứ không phải tem dán nha các bạn. Wow, làm gì thì làm, cái màu xanh nó vẫn rất là đẹp. Và mình xin báo giá luôn nè, cái màu xanh này nó sẽ bằng giá với phiên bản bánh mâm nha. Tức là 86 triệu đó các bạn, 86 triệu cho phiên bản màu căm, màu xanh bánh căm này, bánh căm và thắng đĩa. Để mình xem nó có. Rồi, như vậy là nó cũng đo tốc độ bằng cái bánh sau luôn các bạn ha. Phía trước này là không có dây công tơ mét. Rồi, như vậy là nó sẽ xài chung với phiên bản bánh mâm luôn. Mình cứ sợ là phiên bản này nó sẽ xài dây công tơ mét phía trước không à. Các bạn nhìn màu xanh nè. Đẹp ha em, quá đẹp luôn. Xanh mà tem nổi luôn đó các bạn. Mình xin nhắc lại nha, giá 86 triệu này là đã bao gồm phí VAT rồi đó các bạn. Và không còn bao gồm bất kỳ cái phí nào nữa nha. Được hai xe nè, ra thêm một xe nữa rồi kìa. Chỉ còn chăng là phí biển số thôi ha. Chỉ còn chăng là phí biển số thôi nha các bạn. Đó, xe tải lên xuống chuyên nghiệp nha. Xe này mang xe đến rồi cũng mang xe đi đó. Cho nên là các bạn muốn ship xe thì cứ yên tâm. Các bạn thấy không, có bạn nâng rất là chuyên nghiệp. Phí ship từ đây ra tới Cà Mau hoặc là Hồ Chí Minh tầm khoảng 200.000. Còn nếu mà ship ra tới Hà Nội tầm khoảng 700.000. Đó là hai cái mốc thường xuyên mà cho các bạn để tham khảo. Còn để chi tiết hơn, ship xe đi đâu thì các bạn cứ alo cho cửa hàng nha ha. Ngoài lề xíu, SH350 mới về thêm. Xe này chuẩn bị giao khách nè các bạn. Một chiếc quay Y110 nè, XSRR. Đó là chuẩn bị giao khách đó ha. Đây, quay Thái nha. Và đây rồi, thêm một xe nữa nè các bạn. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có tới 3 xe phiên bản bánh căm thắng đĩa màu xanh. Và còn một xe nữa màu đỏ đang có mặt ở trong cửa hàng rồi. Chút xíu mình quay cho các bạn xem luôn.
Mình xin nhắc lại lần nữa nha, giá xe là 86 triệu đã bao gồm phí VAT đó các bạn. Cận cảnh đó các bạn ha. Đó, bánh căm thắng đĩa. Trời ơi, rất là lạ các bạn, rất là lạ luôn. À, các bạn xem kỹ lại cái phần đĩa phía trước nè. Ủa nó lạ lắm các bạn. Mà tình hình này khả năng cao là không thể nào đổi mâm với câm được rồi đó các bạn. Để kỹ thuật ở đây sẽ xem lại như thế nào. Chứ trước mắt là khả năng là không đổi được rồi. Các bạn xem kỹ này nha. Đó. Nó đẹp. Nó đẹp đó. Mà nhìn cái này thì nó lạ lắm các bạn. Nó lạ nè. Như xe điện vậy đó. Rất là ngộ. Và cái câm này nó đang thưa lắm nha. Nó chỉ có 28 cây thôi. Mâm câm thường là 36 cây, cái này là 28 cây các bạn. Nó thưa hơn nè, nó đang rất là thưa ha. Các bạn ơi, lưu ý ha. 4 8 12 16 ha. 20 24. Đúng rồi, 28 cây nè các bạn. Chỉ có 28 cây thôi. Còn cái mâm sau thì nó bình thường. Cái mâm sau nè, nó bình thường thôi. Ha. Để mình xem nha. 4 nè, 8 nè, 12 nè, 16 nè, 20 nè, 24 nè, 28 nè, 32 cây. 30, ủa 36 cây hả em? 36 cây. 36 cây các bạn. Câm trước thì nó 28 thôi. Đúng rồi, 36 và 28 cây. Ha, cái mâm cái câm sau bình thường thôi, nhưng mà câm trước nó lạ. Khác hẳn nha. Cái đĩa nè. Các bạn nhìn cái bát chỗ này nè. Đây, bây giờ mình sẽ quay từ từ cho mình xem cái phiên bản màu xanh này lại ha. Đặc biệt là tem nổi nha các bạn. Tem nổi ha. Đây, cũng đồng hồ. Đó, thuộc sao sơn đen nha. Đùm sao thì cũng vậy thôi. Mà cái gấp sao này nó làm khác nè. Cái bát chân thuộc á, làm khác cái đời trước ha. Khác. Đại hậu. Ôi, gác chân. Nó mập. Nó mập và rất là cứng chắc các bạn nhìn nè. Thấy không? Động cơ nè, xe mới về nha các bạn, còn bụi dữ lắm. Để mình vào đây xem ha. Coi. Đó. Cái cần số y chang quay 110 đó các bạn. Một cái đường cong rất là đẹp. Ha, đây. 17 lít. 5,4 lít. Một lít có thể đi được là 74 cây số. 71 chứ. 71 cây số. Viết thiệt. Đây là bảng màu đỏ bánh căm nè các bạn. Hiện tại nó đang nằm ở phía sau. Các bạn thấy xe về nhiều dữ lắm luôn. Bích đường đi hết rồi. Thì bây giờ mình quay sơ cho các bạn xem nha. Bảng này là nó vẫn làm tem nổi ha. Quay 125i nè. Màu đỏ nguyên xe luôn nha, không phối. Màu đỏ bánh căm, giá sẽ là 84 triệu. Giá xe mình báo mình nhắc lại lần nữa là đã bao gồm phí VAT. Khi các bạn mua xe là đúng giá này, không có thêm bất kỳ một cái phí nào khác. Ngoại trừ phí biển số thì mình phải tự làm thôi ha. Nếu các bạn muốn nhờ cửa hàng làm thì cũng ok. Cái này thì các bạn cứ tư vấn với cửa hàng về vấn đề ship xe, về trả góp và thậm chí là biển số. Bây giờ mình cho là các bạn luôn cái phí biển số tham khảo đây. Các bạn ở huyện thì nó tầm khoảng chừng 1,5 triệu. Thị xã tầm khoảng 2,5 triệu. Ở tỉnh là khoảng 3,3 triệu ha. 1,5 triệu, 2,5 triệu và 3,3 triệu là phí biển số này để tham khảo đó các bạn. Đó là chỉ thêm bao nhiêu đó thôi nha, còn không có bất kỳ thêm một cái phí gì nữa nha các bạn. Các bạn lưu ý ha. Mình lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Tại vì hiện tại đã có rất nhiều bạn khách đến đây mua xe và cho biết đã bày tỏ
là nó bị những nơi khác người ta làm ăn gian dối, người ta không có báo giá chính xác các bạn. Khi đến mua thêm phí đầu ra đầu vô gì đó tùm lum hết các bạn, báo giá cho rẻ rồi tới họ đến mua cửa hàng mua thì giá nó hỡi ơi luôn, cộng thêm vài triệu phí này phí kia tùm lum. Mà cái xe này cơ bản nó chỉ có phí VAT thôi, không có bất kỳ phí nào hết các bạn ha. Đây màu đỏ, bây giờ các bạn xem lại ha. Khi nào có thời gian, có chỗ trống đi, mình sẽ lôi từng xe một quay cho các bạn xem và sẽ so sánh nó với phiên bản cũ cho các bạn xem kỹ hơn, từng chút một. Đây, bánh cầm thắng đĩa nha. Mình xin nhắc lại nha, bản màu đỏ này là 84, màu xanh GB mình tạm gọi như thế đi là 86 và bản bánh mâm sẽ là 86 luôn ha, giá tạm thời là như thế đi. Rồi, bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho cửa hàng nha. Tổng cộng là có 3 số di động mình sẽ cho màn hình để các bạn alo tư vấn của bạn Mai, bạn Huy và bạn Duy đó các bạn. Xin chào các bạn luôn nha.